Sáng nay ngày 16 tháng 10, phiên xử vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại giữa công ty dịch vụ y tế Viễn Đông Việt Nam, gọi tắt là bệnh viện FV, với bệnh nhân của mình là bà Nguyễn Thị Mộng Châu lại tiếp tục. Đây là vụ tranh chấp gọi tắt là bệnh viện kiện bệnh nhân. Điều đáng chú ý trong phiên xử ngày hôm nay, viện kiểm sát bác bỏ yêu cầu bồi thường 1,3 tỷ đồng chi phí khủng hoảng truyền thông mà bệnh viện FV yêu cầu bệnh nhân bồi thường. Trong phiên xử sáng nay, ngoài vấn đề về chuyên môn về việc chẩn đoán bệnh nhân Mộng Châu có thai hay không có thai vào thời điểm xảy ra vụ việc, thì cách ứng xử của cả hai bên tiếp tục được đưa ra tranh luận. Ngay thời điểm thăm khám, giám đốc bệnh viện đã biết được các tình trạng chị Châu rất là nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe. Nhưng giám đốc bệnh viện không để cho sự việc thăm khám đó diễn ra, mà vẫn tiếp tục yêu cầu chị Châu làm việc trước về cái vấn đề mà chị Châu đã phát Facebook. ID Facebook cũng giống như ID chứng minh nhân dân phải xác nhận được rằng của cái cô đó, sự việc đó, cô đó có không liên hệ với bệnh nhân để hỏi rằng là có sự việc đó của cô có bị oan ức gì không? Không hề có. Trong khi đó, đại diện bệnh viện FV cho rằng bệnh viện bị đặt trong tình huống nguy hiểm. Những cái hậu quả của các bạn đăng Facebook của chị Châu thì nó quá sức là nguy hiểm đối với bệnh viện FV đi, và chúng tôi và bệnh viện FV đang phải ở trong một cái tình thế phải nói là khẩn cấp, nguy hiểm. Như nếu mà của một con người thì có thể gọi là nguy hiểm đến tính mạng, còn ở trong đây là một doanh nghiệp thì có thể nói rằng là đến cái sự sống còn của doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Mộng Châu đặt câu hỏi với đại diện FV. Tại sao bệnh viện nói bà không có thai, nhưng sau đó 7 ngày, bệnh viện tự chủ phải cấp cứu vì thai bám vết mổ cũ? Đến thời điểm này, bị đơn cho rằng giải thích của bệnh viện FV vẫn chưa thỏa đáng và hội đồng chuyên môn khi đó thiếu khách quan. Đáng chú ý trong phiên xử hôm nay, đại diện viện kiểm sát bác bỏ mọi yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị Mộng Châu, đồng thời cũng bác bỏ yêu cầu từ phía bệnh viện FV khi yêu cầu bệnh nhân phải bồi thường 1,3 tỷ đồng để xử lý khủng hoảng truyền thông. Xét thấy việc nguyên đơn là vi phạm của bà Châu và thuê công ty lập lán xử lý khủng hoảng thông tin là do nguyên đơn tự ý thực hiện. Xét thấy hai khoản chi này không phải là chi phí cần thiết để hạn chế khắc phục thiệt hại theo quy định của pháp luật, nên nguyên đơn phải từ chịu và không có nhận thấy là không có cơ sở chấp nhận. Ngoài ra, viện kiểm sát cho rằng bệnh viện FV yêu cầu bệnh nhân công khai xin lỗi trên 3 tờ báo cụ thể là hợp lý. Sáng ngày 21 tháng 10, hội đồng xét xử sẽ tuyên án. Trước đó, năm 2018, vụ việc bệnh nhân tố bệnh viện FV chẩn đoán sai đã thu hút đông đảo dư luận. Sau đó, bệnh viện FV có đơn kiện bệnh nhân vì đưa thông tin sai sự thật trên trang Facebook. Đây được xem là hành động bất ngờ vì hiếm có khi nào bệnh viện kiện bệnh nhân. Tuy nhiên, phần đông cho rằng ra tòa là một hành vi văn minh để giải quyết tranh chấp.